Hello, xin chào toàn thể mọi người nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865 6826. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera mini không dây A30 mọi người nhé. Đó, đây là mã sản phẩm này. Đó, sản phẩm này có thể kết nối xem được trực tiếp từ xa trên điện thoại này, qua wifi 3G 4G này, hình ảnh là full 4K mọi người nhé. Đó, và đặc biệt là cái camera này cực kỳ nhỏ gọn, đó, góc quay cực kỳ rộng luôn mọi người nhé. Đó, sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra này. Đây, đây là sản phẩm đây mọi người nhé. Đó, thì đi gồm thiết bị thì sẽ gồm có là thứ nhất là một cái dây cắm sạc này. Đó, dây cắm sạc thiết bị. Đó, đây là một cái chân, đây là một cái khe chọc để các bạn reset camera này. Đó, và đây là một cái chân đế mọi người nhé. Chân đế thì giúp các bạn có thể là cắm vào treo vào tường hoặc là treo đâu đó đều được mọi người nhé. Đó, đây mắt cam đây. Đó, đây. Đó, chân đế này các bạn có thể là dính vào đây, mặt này có 5 chân dính ấy. Đó. Đó. Thì một bộ sản phẩm đầy đủ của chiếc camera A30 này sẽ gồm có những sản phẩm nha mọi người nhé. Đó, rất là nhỏ gọn. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera mini không dây thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online trên màn hình đây, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, và đặc biệt là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB khi các bạn mua hàng. Đó, nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền. Mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất một đồng tiền phí ship nào cả mọi người nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng ở trên chiếc camera A30 này, và đi vào test hình ảnh cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng của chiếc camera A30 này làm sao cho phù hợp với công việc của mọi người nhất, làm sao cho hiệu quả nhất mọi người nhé. Đó, đây. Đó. Chiếc camera này có thể quay được ban đêm mọi người nhá. Đó. Đây có bốn mắt hồng ngoại quay đêm này. Đó. Còn cái chỗ này là cảm biến hồng ngoại mọi người nhé. Đó, cảm biến bằng hồng ngoại buổi tối này. Đó, đây mắt camera. Mắt camera này có góc quay là 160 độ mọi người nhá, góc cam lồi. Đó. Đây, trên mặt đây này sẽ gồm có một nút reset này. Đó. Khi nào camera các bạn dùng bị đơ hoặc là nó không phát ra wifi nữa thì các bạn ấn nút reset này để reset camera mọi người nhé. Ở mặt sau này sẽ gồm có nút on off này, và đây là khe cắm thẻ nhớ đây. Các bạn có muốn lưu hình thì các bạn gắn thẻ nhớ vào đây. Còn cái chỗ này là các bạn cắm sạc mọi người nhé. Thì pin của chiếc camera A30 này dung lượng pin được khoảng 8 tiếng mọi người nhé. Đó. Đây. Và đặc biệt chỗ mặt này nó sẽ có 5 châm dính mọi người nhé. 5 châm dính các bạn có thể gắn vào chân đế này. Đó, các bạn muốn làm cam hành trình hoặc là các bạn muốn theo dõi nhà xưởng thì các bạn cứ theo dõi này là được mọi người nhé. Đó, gắn vào xe máy này, các bạn đi phượt gắn xe máy cũng được này, mà các bạn gắn vào ô tô làm cam hành trình, hoặc là các bạn gắn vào nhà xưởng để theo dõi công nhân làm việc, rồi là theo dõi là đều đều hết mọi người nhé. Đó. Thì sau đây mình sẽ bỏ những cái phụ kiện không dùng đến ra và lắp thẻ nhớ vào, đi vào hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Đó. Đây mình sẽ gắn thẻ nhớ vào chiếc camera này nha. Đó, mình sẽ gắn thẻ nhớ vào. Đó, thẻ nhớ nhé. Đó, thẻ nhớ các bạn úp cái chiều mặt đồng lên hướng vào chỗ lúc on off này. Đó, các bạn ấn vào. Đó, các bạn ấn vào nó sẽ kêu tạch một cái đây mọi người nhé. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ bật lên này, bật camera lên. Đó, thì khi bật camera lên thì cái mặt sau này nó sẽ sáng cái đèn màu xanh người nhé. Đó. Đó. Bước tiếp theo thì các bạn cần phải tải cho mình cái ứng dụng là MyCam về điện thoại nhé. Đó, có biểu tượng như trên mình này. Đó, thì bạn nào đang dùng điện thoại là Samsung thì các bạn vào cửa hàng là Safe Play, còn bạn nào đang dùng là iPhone thì vào Apple Store người nhé. Đó, thì điện thoại nào cũng có thể tải cái ứng dụng là MyCam về điện thoại được người nhé. Đó. Thì đây mình sẽ vào trong Apple Store này. Đó, các bạn ấn ô tìm kiếm, gõ MyCam rồi ấn tải về là được thôi mọi người nhé. Đó, đây mình đã tải sẵn cái ứng dụng MyCam này về điện thoại rồi. Đó, thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng là MyCam này. Đó,
Đây mình sẽ đăng xuất ra. Đó, mình đã tạo sẵn một cái tài khoản rồi mọi người nhé. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn ấn vào mục là forgot password mọi người nhé. Ấn vào. Nó cho các bạn điền cái một, thứ nhất là một các bạn điền số điện thoại các bạn vào cũng được, mà là các bạn điền Gmail của bạn vào cũng được mọi người nhé. Đó. Xong bạn tạo mật khẩu bình thường là được rồi. Đó. Đây mình sẽ đăng nhập vào trước này. Đó. Đó, khi bạn đăng nhập vào màn hình sẽ như này mọi người nhé. Đó thì để sử dụng được thiết bị thì các bạn cần thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Các bạn ấn vào bộ ô tìm ô cài đặt. Đó, sau đó bạn vào một ô tìm kiếm wifi. Đó. Thì chiếc camera A30 nó sẽ phát cho mình một cái mã wifi. Đó, nếu mà nó không phát ra wifi nhé. Đó, không phát ra wifi thì các bạn sẽ ấn vào nút reset ở mặt sau này. Đó, dí vào nút reset ở mặt sau. Các bạn dí vào nút reset này. Bây giờ cái đèn này nó tắt đi, nó bật lại là được mọi người nhé. Đây đó, như này là reset rồi mọi người nhé. Camera sẽ tự động bật đèn lên. Đó thì sau đó các bạn đợi một chút, đợi khoảng 10 giây đến 15 giây thì cái camera này sẽ phát cho mình cái mã wifi mọi người nhé. Chút nó sẽ phát cho mình cái mã wifi. Đó. Lại một chút nha. Đấy. Nó sẽ phát cho mình cái mã wifi là có chữ là BCM và một dãy số đằng sau không mật khẩu nhá, thì các bạn ấn vào kết nối wifi nó. Nó khi nào các bạn nhận camera của bên đơn vị nhà mình mà không thấy phát wifi thì các bạn ấn nút reset. Đó. Và thường thường thì đơn vị nhà mình trước khi gửi cho các bạn thì đơn vị nhà mình đã reset sẵn cho các bạn rồi. Và các bạn chỉ cần kết nối như này là được thôi. Đó. Khi kết nối sử dụng với wifi của camera xong nhé, các bạn vào cái ứng dụng là My Camera này. Đó, các bạn ấn OK. Đó, khoan đã một chút. Đây mình sẽ kết nối lại. Đây nó sẽ hiện này. Đó, cancel. Đó, đây. Đó, có quay rất rộng mọi người nhá. Và hình ảnh cũng rất là nét. Đó, đây, các bạn có thể quay full màn hình đi. Đây, quay full màn hình này. Đó, các bạn chỉnh cho hình ảnh nó full HD lên được này. Đó, HD này. Đó, các bạn muốn lưu hình video vào trong điện thoại thì các bạn ấn vào. Đó, các bạn ấn vào chữ lưu video này. Đó, thì cái khi các bạn quay lưu video thì nó sẽ lưu video vào trong điện thoại của bạn nhé. Đó. Còn bạn nào mà muốn chụp ảnh này, chụp ảnh gì các bạn ấn vào đây là chụp bức ảnh mọi người nhé. Và cái camera này không đàm thoại được hai chiều mọi người nhé. Đây là chỗ điểm đàm thoại hai chiều nhưng không đàm thoại được hai chiều. Đó. Còn đây là các bạn bật tiếng camera lên này. Alo. Alo alo. Alo alo. Đó. Đây, còn đây là chế độ thoát quay màn hình. Thoát quay màn hình nha mọi người. Đây. Đó. Sử dụng rất đơn giản mọi người nhé. Đó. Đó. Các bạn chỉ ấn vào xem thôi. Đó. Thì, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ không dây A30 rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ mini không dây A30 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc và được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB khi bạn mua hàng. Nó nhận hàng các bạn cũng bóc hàng ra kiểm tra và test thử giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất đồng tiền phí ship nào cả mọi người nhé. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những video clip sau.